Vâng, Thế Giới Từ Xa xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 29 tháng 8 năm 2021. Cuối tuần lại thường có siêu phẩm. Đây là một bộ ghép đẹp, độc, nhưng mà giá lại rất hợp lý cho tất cả quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Vâng, đầu tiên là siêu phẩm Tần Quyền Giáng Chuông, đẹp không ạ? Trông như một chiếc chuông, mặt trước vẽ sơn thủy hữu tình, cái này là khắc sâu vào ạ. Màu này sẽ vĩnh viễn, không bao giờ bay. Bên trái là chữ thư pháp ạ. Cũng khắc sâu, vâng. Nhìn tổng thể ấm như là một chiếc chuông. Với họa tiết của đầu vòi và tay cầm là họa tiết rồng. Quai như một chiếc chuông luôn. Đường gân rất là khỏe khoắn. Ấm của chúng ta có dung tích là khoảng 300 đến 310 ml. Cái này phù hợp với khoảng 5 đến 6 bát thưởng trà thì tuyệt đẹp. Chất đất bổn sơn lục lê. Bổn sơn lục lê. Đây là chất đất đặc cực kỳ đặc biệt đối với những bác mà thích uống trà có hương. Đặc biệt là hồng trà, trà phổ nhĩ, Thiết Quan Âm hoặc là bạch trà thì rất ngon. Đấy. Siêu phẩm của chúng ta là do một nghệ nhân già nổi tiếng. Đối với nghệ nhân già này thì tất cả những chữ ấm đều công năng tuyệt vời. Nên tôi sẽ thử nước cho quý vị và các bạn xem. Vâng, siêu ấm của chúng ta là một của một nghệ nhân già. Đó là ông Ly Tân An. Ông sinh năm 1955. Những chữ ấm của nghệ nhân này thì thường giá ở tầm trung. Nhưng mà đặc biệt làm kỹ thuật rất là tốt. Rất là tốt, kỹ thuật rất là tốt. Và tay cầm rất là thoải mái. Vâng, để ghép cùng với siêu ấm này, tôi đã chuẩn bị 4 chiếc ly. Cực kỳ đẹp và ý nghĩa. Chủ đề hôm nay chúng ta là hoa sen và hoa mẫu đơn. Quý vị các bạn xem này. Màu hợp đến 100%. Phải rất mất công tôi mới sưu tầm được những chiếc chén như thế này. Bởi vì chén lại nằm ở một xưởng khác. Tổng thể chiếc chén ấy thì là hình của một cái đoạn trúc. Đấy. Người ta còn làm cả các cái lỗ nhỏ như kiểu là ở một cái đoạn trúc, đoạn măng ấy. Rất giống một chiếc trúc. Và nó là một cái đường thẳng đi lên. Vì sao người ta lại làm một cái đường thẳng đi lên? Tất cả đều có mục đích và lý do cả. Thứ nhất là nó giống với thiên nhiên, giống một cái đoạn trúc. Và thứ hai, mục đích của những cái chiếc chén vàng là để uống những loại trà có hương. Thì hương nó sẽ tỏa lên trên và nó tỏa đều ra. Rất là ngon. Đấy. Chén của chúng ta là họa tiết hoa sen. Hoa sen. Nói đến hoa sen tôi lại nhớ đến một bài thơ rất là hay ở Việt Nam. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá sen xanh bông trắng lại sen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Việt Nam, đối với ngôn ngữ Việt Nam thì đó là siếc ngôn từ rồi ạ. Tất cả các bài thơ, tất cả các cái bài văn đều có ý nghĩa sâu xa.
Người ta nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, có ý muốn nói đến cái sự trong trắng ngây thơ và cái sự của cái con người mà tránh được mọi cám dỗ, tránh được mọi cám dỗ vật chất bình thường, có tiếp xúc gần với những cái xấu xa nhưng mà vẫn không bị ảnh hưởng và không nên bị ảnh hưởng những cái xấu xa. Thế người xưa mới bảo là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nó là như vậy ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chén này của chúng ta là 70ml. 70ml thì tôi đã chuẩn bị một bộ 4. 4, 7. 70ml thì thường chúng ta sẽ rót khoảng 50ml. Trong trà đạo mà rót đầy chén lên là ý là đuổi khách ạ. Vậy chúng ta chỉ rót tầm 50ml thôi thì sẽ uống được khoảng 4 đến 5 bát uống trà, thưởng trà. Ngoài ra tôi đã chuẩn bị một chén chủ cũng rất đẹp và ý nghĩa, đó là cá chép ạ. Chén chủ của chúng ta là 120ml. Đó. Quý vị và các bạn có thể ghép bộ 4 chén con một chén chủ, hoặc dùng riêng 4 chén con cho bộ siêu phẩm này. Đây thưa quý vị và các bạn, ngắm qua lại, kể cả hai cái đường gân dưới này với cái đường gân của ấm này cũng cực kỳ là hợp nhau. Đây, cái đường gân này và cái đoạn cuối, đường gân này và cái đoạn cuối cực kỳ hợp nhau. Đây là ý tưởng ghép chứ không phải là người ta có ý đồ sản xuất ra như thế này ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ đề chúng ta là hoa sen và hoa mẫu đơn. Đây là một chiếc thuyền trà hoa mẫu đơn, đường kính khoảng 18, chất đất đoàn nê. Đối với hoa mẫu đơn là một loài hoa quốc hoa của Trung Quốc. Đấy, thuyền trà rất đẹp. Tiếp theo bộ của chúng ta là một ang trà, cũng sơn thủy hữu tình, dùng để rửa ấm chén. Ang trà này đường kính khoảng 25cm. Đấy, chất đất đoàn lê. Vâng, cái đặc biệt hôm nay ấy, thưa quý vị và các bạn, đó là ghép thêm một bộ khải chén đi cùng bộ này. Khải chén thì nó là một cái gì đó khá xa lạ với Việt Nam, thưa quý vị và các bạn. Đối với người thưởng trà thì chỉ cần riêng một chiếc khải chén này là cũng dùng đủ rồi ạ. Ngày xưa các bậc vua chúa người ta thả trà hoặc hoa, trà hoa vào trong khải uống và đưa lên gạt, gạt và đưa lên miệng uống. Tức là một chiếc khải này chúng ta đã dùng đủ, không cần phải ấm chén lằng nhằng. Khải chén chúng ta dùng đặc biệt, uống ngon đặc biệt với cả loại trà Thiết Quan Âm ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thiết Quan Âm đấy ạ. Chúng ta cho trà Thiết Quan Âm vào trong khải, đổ nước sôi, tráng qua trà đổ nước sôi. Đấy. Khải chén này thì là vẽ về phong cảnh của Tô Châu. Tô Châu là một cái thành phố lâu đời và nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, bên bờ đông của Thái Hồ. Và nó thuộc Giang Tô. Giang Tô nơi chính là nơi xuất hiện và sản xuất rất nhiều ấm tử sa mà chúng ta thường chiêm ngưỡng hàng ngày. Khải chén chúng ta dung tích khoảng 180ml. Đối với chị em phụ nữ thì có thể uống trà hoa, trà hoa hoặc các loại trà có hương. Hoặc có thể chị em phụ nữ thích làm đẹp thì cho một ít sao varong vào uống cũng rất là ngon và tiện dụng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ấm chén rồi thì ta có thêm một bộ tống lọc bằng thủy tinh. Chủ đề của chúng ta là hoa sen. Vâng, hoa sen đây ạ. Hoa sen đây ạ. Họa tiết quai là cũng là sen cá. Mạ vàng, màu này rất bền ạ. Vỡ tống còn không
màu không bạc, và trên chiếc lọc này cũng họa tiết cá vàng, rất phù hợp và ý nghĩa với cả bộ. Tiếp đến là một hũ trà. Hũ trà người đẹp điêu thuyền. Người đẹp điêu thuyền mọi người đều biết đến tác phẩm kinh điển ở Trung Quốc, đó là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Điêu thuyền Lã Bố Đổng Trác đấy ạ. Hai lắp bằng đồng. Đấy, tôi đã đựng hồng trà vào đây. Cực kỳ giữ mùi hương và tránh ẩm mốc. Trông rất đẹp. Trông như một tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt người đẹp điêu thuyền này là được vẽ cùng với hoa mẫu đơn. Một loại quốc hoa của Trung Quốc đấy ạ. Cái này là 2000ml đựng khoảng 5 lạng trà Việt. Vâng thưa quý vị, tiếp đến là một bộ trà cụ. Cũng hoa sen chữ tĩnh rát vàng. Toàn bộ phần trà cụ này là bằng gỗ mun. Dùng đến biết đến bao giờ mới hỏng được ạ. Vâng thưa quý vị và các bạn, đồ chơi bàn trà hôm nay chúng ta có một tượng Phật Di Lặc rất quen thuộc đối với người Việt Nam, đúng không ạ? Tượng Phật Di Lặc còn gọi là vị Bồ Tát thứ 5 theo trong đạo Phật. Vâng, biểu tượng của cụ là sự tuyệt đối là của hạnh phúc. Theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến mọi ưu phiền, giận dữ, áp lực thành hạnh phúc. Biểu tượng của sự lo đủ hài hòa và niềm vui. Bức tượng Phật này là bằng chất đất đoàn lê. Đặc ạ. Đây là rất là đặc, khá là lặng ạ. Đấy, trông cụ có an nhiên không ạ? Tay cầm tràng hạt. Vâng thưa quý vị và các bạn, đây là một bộ ấm chén. Ấm chén khá là giá, khá là hợp lý và cực đẹp. Tôi đọc qua giá cho quý vị và các bạn ạ. Ấm 310ml giá 3,5 triệu. Chén sen 70ml 220.000 một chiếc. Ang trà đường kính 25 550. Thuyền trà đường kính 18 580. Bộ tống và lọc này 400.000. Tống là 250, lọc 150. Tượng Phật Di Lặc là 280.000. Chén khải vàng là 430.000. Trà cụ 190.000. Và hũ trà là 1.050.000. Tổng cả bộ sản phẩm này là 7.860.000. Một con số rất đẹp. Vâng, tôi xin phép để thử nước cho quý vị và các bạn xem ạ. Nước cực tròn, cực tơi, mềm như một giải lụa, ngắt cực tốt. Vâng thưa quý vị, đối với siêu ấm thì đừng bao giờ bàn về công năng. Chưa đến 8 triệu đã được cả một bộ đầy đủ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin kính chúc quý vị và các bạn an vui, mọi điều tốt lành. Xin thân ái, chào tạm biệt.